Chào tất cả các em học sinh khối 8. Hôm trước chúng ta đã học cái bài đại số phương trình tích. Bây giờ thầy kiểm tra bài cũ. Nội dung kiểm tra bài cũ ngày hôm nay thì có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1 nêu cách giải phương trình AX nhân BX bằng 0. Đó là phương trình tích. Trong đó AX và BX là các đa thức của ẩn x. Câu 2 là giải các phương trình sau. Câu A và câu B ở trên màn hình. Thì các em thấy nếu giải cái cách giải phương trình AX nhân BX bằng 0 thì chúng ta có thể dùng cái ký hiệu dấu hoặc để chúng ta giải từng phương trình AX bằng 0, BX bằng 0. Và sau đó lấy tất cả các nghiệm của hai phương trình này làm tập nghiệm cho phương trình đã cho. Còn ở câu 2, dạng câu A thì người ta đã cho sẵn ở vế trái là một cái tích x nhân với x trừ 1. Đó chính là phương trình tích bằng 0. Còn câu B thì chúng ta phải có một cái bước biến đổi tương đương. Chúng ta nhận thấy số 9 tức là 3 bình phương và vế trái của phương trình này chính là hằng đẳng thức số 3. Chúng ta sẽ biến đổi nó thành cái phương trình tích và chúng ta giải giống như ở câu A. Bây giờ chúng ta quan sát cho thầy hai cái dạng phương trình sau đây. Ở bên trái chúng ta thấy là cái phương trình 5x trừ 2 trên 2 bằng 5 trừ 3x trên 3. Mẫu của nó chỉ có số 2 và số 3 ở hai vế của phương trình mà không chứa cái biến x. Còn ở bên phải của màn hình, chúng ta thấy cái phương trình ở đây, đó chính là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Cụ thể cái mẫu đó là x trừ 1. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu đến cho chúng ta bài phương trình chứa ẩn ở mẫu. Để tìm hiểu bài phương trình chứa ẩn ở mẫu thì chúng ta xét cái ví dụ mở đầu, một nhỏ ví dụ mở đầu. Theo sách giáo khoa cho chúng ta một phương trình x cộng 1 trên x trừ 1 bằng 1 cộng 1 trên x trừ 1. Thế thì theo thói quen chúng ta sẽ chuyển vế cái biểu thức 1 trên x trừ 1 ở bên vế phải sang vế trái và bên vế phải chỉ còn là số 1. Sau đó chúng ta thực hiện phép rút gọn và ta có đáp số x bằng 1. Ở đây thầy chưa có trình bày cái ký hiệu tương đương hoặc là dấu suy ra. Chút xíu nữa chúng ta nghiên cứu kỹ về cái phần bài giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, thầy sẽ nói rất rõ khi nào thì chúng ta sẽ dùng dấu tương đương và khi nào thì chúng ta bắt buộc chỉ có dùng dấu suy ra. Ở đây chỉ trình bày cho chúng ta thấy rằng x bằng 1 theo cách giải ở trên thì ta có một cái hỏi chấm 1 rằng là x trừ 1 có phải là nghiệm của phương trình trên hay không? Và câu trả lời x bằng 1 không phải là nghiệm của phương trình. Vì sao? Các em xem vì sao không phải là nghiệm của cái phương trình đã cho? Đó là vì tại x bằng 1 thì phương trình không được xác định do cái mẫu của cái phân thức 1 trên x trừ 1 bằng 0. Vậy nên khi giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu thì một điều quan trọng cần chú ý đầu tiên đó là tìm điều kiện xác định của phương trình. Vậy tìm điều kiện xác định của phương trình như thế nào thì cũng giống như chúng ta đã học tìm điều kiện xác định của một phân thức. Ta xem lại, thầy đã ghi ngắn gọn bên trên góc trái cái ví dụ mở đầu. Bây giờ ta đi sang 2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình. Ta xét cái ví dụ 1. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau. Câu A. Phương trình 2x cộng 1 trên x trừ 2 bằng 1. Chúng ta sẽ có hai cách tìm điều kiện xác định. Cách thứ nhất thầy trình bày ở ví dụ A
và cách thứ hai thầy trình bày ở ví dụ B. Ở ví dụ A, chúng ta sẽ cho cái mẫu x trừ 2 bằng 0 và sẽ tìm được x bằng 2. Từ đó ta đánh một cái dấu suy ra, ta ghi điều kiện xác định, hoặc ta dùng cái từ vậy, điều kiện xác định của phương trình đã cho là x khác 2. Chúng ta lưu ý khi giải là ở trên là cái x bằng 2, nhưng khi trả lời là x phải khác 2. Vì nếu x bằng 2 thì mẫu của phân thức 2x cộng 1 trên x trừ 2 ở vế trái của phương trình là không xác định. Do đó phương trình đã cho không xác định. Đó là cách làm thứ nhất, ta sử dụng dấu bằng. Cách làm thứ hai ở ví dụ B, chúng ta quan sát phương trình này có hai cái mẫu khác nhau ở hai vế. Ở vế trái cái mẫu là x trừ 1 và mẫu của vế phải là x cộng 2 của một cái biểu thức 1 trên x cộng 2. Ta cũng làm tương tự như vậy, nhưng ta lại ghi là khác 0, x trừ 1 khác 0 và x cộng 2 khác 0. Chứ ta không có ghi bằng như ở trên kia, ở ví dụ A. Và cũng cho ta hai kết quả, đó là x khác 1 và x khác trừ 2. Sau đó chúng ta cũng trả lời như trên kia. Vậy điều kiện xác định của phương trình đã cho là x khác 1 và x khác trừ 2, hoặc ta ghi chấm phẩy x khác trừ 2. Trong quá trình giải thì tìm điều kiện xác định của phương trình, cái phần giải từ nãy giờ chúng ta có thể ghi ngoài giấy nháp, còn khi trình bày vào bài làm chúng ta có thể ghi ngắn gọn giống như thầy đang ghi ở góc trái của cái màn hình. Chúng ta chỉ cần ghi điều kiện xác định của phương trình ở câu A là x khác 2 và điều kiện xác định của phương trình ở câu B là x khác 1 và x khác trừ 2. Bây giờ ta thực hiện cái hỏi chấm 2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau. Thầy sẽ có hai câu hỏi A và B. Ở câu A, điều kiện xác định của phương trình là x khác cộng trừ 1. Thì ta thấy là rất là đơn giản, ở vế trái, mẫu x trừ 1 phải khác 0, do đó x phải khác 1. Ở vế phải, mẫu là x cộng 1 phải khác 0, do đó x phải khác âm 1. Kết luận chung, điều kiện xác định của phương trình là x khác cộng trừ 1. Ở câu B cũng tương tự như vậy, nhưng mà ở đây chỉ có hai cái mẫu nó trùng nhau, đó là x trừ 2. Vậy thì điều kiện xác định của phương trình là x phải khác 2. Bây giờ để giải một cái phương trình chứa ẩn ở mẫu, từ hồi nãy giờ thầy nói cái phần quan trọng đầu tiên đó là tìm điều kiện xác định của một phương trình. Xong sau khi tìm điều kiện xác định của phương trình xong thì ta sẽ còn những cái bước thực hiện giải như thế nào nữa. Chúng ta đi sang mục 3, giải phương trình chứa ẩn ở mẫu như thế nào. Chúng ta xét cái ví dụ thứ hai, giải phương trình sau đây. Thầy đặt tên nó là phương trình 1. Vế trái x cộng 2 trên x bằng vế phải 2x cộng 3 trên 2 nhân với tất cả x trừ 2. Việc làm đầu tiên là tìm điều kiện xác định của phương trình. Chúng ta trả lời luôn là x khác 0 và x khác 2. Sau đó chúng ta có thể trình bày phương trình 1 tương đương với phương trình mà mình đã quy đồng mẫu hai vế của phương trình đó. Thì các em thấy mẫu thức chung là bao nhiêu nào? 2 nhân x trừ 2. Sau đó ta tìm nhân tứ phụ của mỗi vế và ta nhân lên, ta được cái phương trình tương đương đó. Bây giờ là một cái điều các em cần lưu ý mà thầy nói hồi nãy ở ví dụ mở đầu, thầy không trình bày ký hiệu tương đương và không trình bày ký hiệu suy ra. Bây giờ các em chú ý này, từ cái chỗ mà thầy bắt đầu thầy bỏ hai cái mẫu đi nha. Các em quan sát cái mẫu bên trái bên phải như nhau hết rồi, phải không? Quy đồng rồi mà. Thì là 2x mở ngoặc x trừ 2, đó là mẫu chung. Bây giờ thầy bỏ hết cả hai cái mẫu đó đi. Thì người ta còn gọi là khử mẫu. Ở cái bước này chúng ta bắt buộc phải dùng dấu suy ra, không được dùng dấu tương đương. Các em nhớ chưa, trong cái bài giải phương trình chứa ẩn ở mẫu chỉ một lần dùng dấu suy ra thôi, còn tất cả những chỗ khác chúng ta đều sử dụng dấu tương đương được hết. Hoặc cái chỗ này chúng ta không cần ghi dấu suy ra mà ta có thể ghi khử mẫu hai vế của phương trình ta được. Nhưng tất nhiên ghi câu văn đó thì nó dài hơn là mình sử dụng cái dấu suy ra.
Sau đó cái phương trình mình mới thu được đây, mình sẽ bên phía trái nó có một cái hàng đẳng thức x cộng 2 nhân x trừ 2 là hàng đẳng thức số 3. Chúng ta khai triển nó ra theo dạng hàng đẳng thức, và phía phải thì chúng ta thực hiện phép nhân. Sau đó chúng ta chuyển vế và giải bình thường như các phương trình ta đã học. Giải cho tới lúc ra được đáp số x bằng trừ 8 trên 3 như thầy đã trình bày ở trên màn hình. Đến đây chúng ta chưa vội kết luận tập nghiệm của phương trình đã cho hay nghiệm của phương trình đã cho là x bằng trừ 8 phần 3, mà chúng ta có một cái động thái, đó là chúng ta xét xem cái nghiệm x bằng trừ 8 phần 3 có đúng là cái nghiệm đúng của cái phương trình này hay không, hay nói cách khác nó có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Còn nếu nó không phải và nó không thỏa mãn điều kiện xác định thì ta dùng là nghiệm ngoại lai, tức là không phải là nghiệm của phương trình này. Đó, chúng ta phải ghi là thỏa mãn điều kiện xác định. Sau đó chúng ta mới kết luận, vậy tập nghiệm của phương trình 1, tức là cái phương trình ban đầu đã cho đấy, là S bằng một cái phần tử tập hợp gồm một phần tử, đó là âm 8 phần 3. Vậy qua cái ví dụ từ nãy giờ chúng ta làm ở ví dụ 2 ở mục 3 thì cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu gồm có mấy bước. Ngay bây giờ các em có thể mở sách giáo khoa mà bài học chúng ta đang để trước mặt, và chúng ta thấy rõ là có 4 bước ở trong sách giáo khoa. Thầy thể hiện lại 4 bước đó lên màn hình. Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình. Đây là bước quan trọng nhất mà các em không được quên. Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu. Thì chúng ta nhớ ngay, khi mà khử mẫu, thầy nhắc lại một lần nữa, quy đồng xong rồi nè, khi khử mẫu tức là bỏ hai cái mẫu đi, bỏ hai cái mẫu hai bên giống nhau đi, thì chúng ta chỉ dùng một dấu suy ra. Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được. Sau khi giải xong, chúng ta sẽ có cái bước cuối cùng, đó là bước kết luận. Trong cái bước kết luận này thì trong các cái giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị nào thỏa mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho. Rồi, các em nắm được 4 bước để giải cái phương trình chứa ẩn ở mẫu chưa? Cái này có ở trong sách giáo khoa, 4 bước này nhá, chúng ta học thuộc các cái 4 bước này. Nhưng mà không phải là học thuộc là cứ nhìn mà cầm mà đọc 4 cái bước này đâu nha. Nhưng mà trong quá trình mình giải bài tập á, mình làm mình sẽ biết được là bước nào xong sẽ làm tới bước nào. Và khi chúng ta thành thạo trong quá trình giải bài tập, thầy yêu cầu làm nhiều bài tập thì chúng ta sẽ thuộc về lý thuyết. Bây giờ thầy cho một cái bài tập trắc nghiệm như sau. Hãy tìm và chỉ ra những cái chỗ sai trong cái bài giải phương trình sau đây và sửa lại cho nó đúng. Có một cái bạn học sinh giải như thế này, vô cái là đưa cái dấu tương đương liền, là cho ra cái phương trình 1A, từ phương trình 1 tương đương ra được phương trình 1A. Là bạn ấy đã làm thế nào? Bạn ấy đã quy đồng và khử mẫu luôn, tức là cái mẫu thức chung của hai vế là x trừ 5. Các em chú ý vế phải là 5 trên 1, đúng không? 5 tức là bằng 5 phần 1. Bạn quy đồng xong thì bên vế phải là 5 nhân x trừ 5. Và sau đó bạn khử mẫu luôn, bạn bỏ hai cái mẫu luôn. Bỏ xong rồi thì bạn đi giải bình thường, bạn chuyển vế qua và bạn được là x bình phương trừ 10x cộng 25, đó chính là một vế của cái hàng đẳng thức x trừ 5 tất cả bình phương bằng 0. Vậy thì x trừ 5 bằng 0 và bạn tương đương luôn là x bằng 5. Đến đây có kết luận được là nghiệm này đúng hay sai chưa? Ta nhìn vô là ta biết được qua cái sự phân tích của thầy ngay cái ví dụ mở đầu thì là kết quả x bằng 5 là sai, không phải là nghiệm. Kết quả này thì mình nếu mà kết luận đó là nghiệm của phương trình thì là sai. Như vậy bạn đã sai những chỗ nào? Có bạn phát biểu như thế này, thưa thầy, bạn này sai vì bạn thiếu cái bước tìm điều kiện xác định rồi đồng ý nhưng mà chưa đủ. Thế thì còn sai những chỗ nào nữa? Cho nên trong cái đề thầy nói là chỉ ra những chỗ sai. Thì chỗ thứ nhất bạn sai, đó là bạn thiếu cái bước điều kiện xác định.
Và chỗ thứ hai là cái dấu tương đương mà hồi nãy thầy nói, khi bỏ hai cái mẫu đi là không được phép dùng dấu tương đương. Thầy nhắc lại một lần nữa là phải dùng dấu suy ra. Bây giờ thầy sửa lại dấu suy ra nè. Đó, các em thấy chưa? Bắt buộc phải dùng một dấu suy ra ở chỗ đó. Còn tất cả bước tiếp theo các em dùng dấu tương đương cho đến lúc ra kết quả. Khi ra kết quả rồi bạn vẫn còn thiếu nữa. Rồi bây giờ ta suy nghĩ xem bạn thiếu cái gì. Đó là bạn phải xét xem x bằng 5 có thỏa mãn với cái điều kiện xác định ở trên hay không. Mở ngoặc ra ghi không thỏa mãn điều kiện xác định. Mà đã không thỏa mãn vậy thì trong cái bài này chỉ tìm được có một cái giá trị x bằng 5 thôi, mà giờ giá trị này không thỏa mãn luôn, vậy thì phương trình này không có nghiệm nào hết. Hay nói cách khác, vậy tập nghiệm của phương trình là f bằng tập hợp rỗng, là phương trình vô nghiệm. Các em làm tiếp một cái bài tập trắc nghiệm, đó là nối mỗi câu ở cột trái với một câu ở cột phải để được kết quả đúng. Bên trái màn hình là phương trình và bên phải là điều kiện xác định. Thầy cho 4 cái phương trình ở các câu ABCD và đáp án là 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta sẽ nối. Ngay bây giờ chúng ta sẽ không chép kịp, chúng ta chỉ nhìn màn hình và trả lời trong 1 phút thôi. Chúng ta ghi ra tờ giấy nháp là chọn A với 1, A gạch ngang 1, B gạch ngang 2 hay là B gạch ngang 3 gì đó. Việc nhanh trong 1 phút, sau đó thầy sửa, mình sẽ biết mình đúng hay sai. Nào bây giờ A nối với số mấy nào? A nha. A nối với số 2. Chúng ta thấy hai cái mẫu hai bên của hai vế đó, bên kia là x cộng 1. Mà muốn khác không thì x phải khác trừ 1. Còn bên này x trừ 1, muốn khác không thì phải x khác trừ 1, x khác 1. Vậy là A nối với số 2, B nối với số 1. X khác 2 và x khác âm 2. Rồi C nối với số mấy? C thì ở mẫu thứ nhất là x phải khác 3. Mẫu thứ 2 và mẫu thứ 3 của hai vế đó là x cộng 2 đó, thì x phải khác âm 2. Như vậy C nối với 3. Còn D nối với số mấy? Ta lưu ý nha, D nối với 5. Ở vế phải x cộng 1 ở dưới mẫu phải khác 0 thì x phải khác âm 1. Ở vế trái cái mẫu là 2x cộng 2, chúng ta phải đặt nhân tử chung số 2 ra ngoài, thì trong ngoặc là x cộng 1, do đó x cũng phải khác âm 1. Sau đây thầy sẽ tổ chức cho chúng ta chơi một cái trò chơi toán học nhỏ, tìm hình ảnh của một nhà toán học, hay còn gọi là tìm điều bí ẩn. Chúng ta giải câu số 1 nhé. Điều kiện xác định của phương trình x cộng 1 trên x bình cộng 1 bằng 0 là gì? Chúng ta xem, suy nghĩ một vài giây xem nó là gì. Rồi bây giờ thầy cho đáp án luôn này. Là x thuộc R. Tập hợp R là tập hợp số thực chúng ta học rồi. Bây giờ thầy giải thích vì sao x thuộc R. Chúng ta thấy là x bình phương luôn luôn lớn hơn bằng 0 với mọi x. Cộng thêm 1 nữa thì cái mẫu x bình cộng 1 luôn luôn lớn hơn bằng 1 với mọi x. Tức là x bình phương cộng 1 sẽ khác 0 với mọi x. Vậy thì phương trình này lúc nào cũng được xác định hết. Hay nói cách khác, điều kiện xác định của nó là x thuộc R. Đáp án này là đúng. Ta mở cái hình ảnh ra và ta đi qua câu số 2. Phương trình 1 trên x trừ 1 bằng 5 trên x bình trừ 2x cộng 1. Ta thấy để hai cái mẫu này sao nào? Cái mẫu bên trái là x trừ 1 đúng không? Còn cái mẫu bên phải là x bình trừ 2x cộng 1. Nó chính là hàng đẳng thức. Bình phương có một hiệu thì nó cũng là bình phương của x trừ 1. Do đó, mà lại trong bài người ta giải là x khác cộng trừ 1. Vậy thì đúng hay sai? Tất nhiên ta có đáp án ngay, đó là đáp án sai. Vậy đáp án đúng của nó là gì? Chỉ có nhận cái giá trị x khác 1 thôi, còn x khác âm 1 là sai. Đây mới là giá trị đúng, phải không? Bây giờ ta mở hình ra và ta đi qua số 3. Số 3, chỉ hỏi một câu hỏi cho bước đầu tiên của giải phương trình này thôi. Chúng ta thấy vế trái và vế phải đều có cái hạn tử là trừ
5 trên x bình cộng 2. Bây giờ chúng ta rút gọn đi, ta ước lượng hai cái này cho hết đi, ta tương đương với 2 cộng bằng 1. À, ta suy nghĩ xem đúng hay sai nào. Ta nhớ lại cái ví dụ mở đầu của bài học ngày hôm nay là hai vế của phương trình đều có 1 trên x trừ 1. Ta chuyển vế ta trừ hết đi thì cuối cùng lại ra là kết luận là x bằng 1 là chưa chính xác, vì nó không thỏa mãn điều kiện xác định. Nhưng đối với bài này ra tương đương, bước đầu tiên tương đương với 2x bằng 1. Người ta không hỏi mình thêm cái gì nữa hết, người ta không kêu mình tìm nghiệm gì, người ta hỏi giải dấu tương đương này đúng hay sai. Thì chúng ta thấy đáp án nha, đó là đáp án đúng. Bây giờ vì sao? Như hồi nãy thầy phân tích, x bình phương cộng 2 ở mẫu này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 2 với mọi x, vì x bình phương lớn bằng 0 với mọi x. Do đó 5 trên x bình phương cộng 2 là một phân thức luôn được xác định với mọi x. Vậy thì ta bỏ đi hai cái hạng tử âm 5 trên x bình phương cộng 2 và ta có tương đương 2x bằng 1 là đúng. Chúng ta mở ra cái hình và ta đi qua số 4. Đây, ta thấy có cái phương trình x cộng 3 trên x trừ 2 bằng 5 cộng 3 trên x trừ 2, cũng một cái dấu tương đương ra x bằng 5. Người ta đã rút gọn bỏ đi hai cái hạng tử giống nhau ở hai vế rồi. Cái này thì đúng hay sai? Hồi nãy ở câu 3 thì chúng ta có cái x bình phương ở dưới mẫu, nhưng cái này là x mũ 1 trừ 2. Mẫu là x trừ 2, đúng hay sai? Đáp án nha, sai. Vì sao? Vì chưa tìm điều kiện xác định cho cái phương trình này x khác 2, cho nên dùng dấu tương đương là không được. Đó, như hồi nãy thầy đã phân tích. Ta mở luôn hình này ra. Khi ta mở hình ra rồi thì nổi lên hình ảnh của một nhà toán học, giáo sư nào nhận được huy chương toán học Fields ngày 19 tháng 8 năm 2010 của nước ta. Huy chương Fields là gì? Là một giải thưởng được trao cho tối đa 4 nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội Toán học Thế giới của Hiệp hội Toán học Quốc tế IMU. Đại hội này được tổ chức 4 năm một lần. Đó chính là giáo sư Ngô Bảo Châu. Chúng ta đã từng nghe rồi đó, phải không? Ông ta đã từng viết như thế này: tôi tin nếu bản thân mỗi người đam mê học tập để đạt mục tiêu gặt hái trí thức, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, thì thành công của bạn sẽ vươn xa hơn. Nguyên nhân thất bại là sai lầm của nhận thức. Sự thay đổi nhận thức sẽ mở ra con đường chân trời mới dẫn đến thành công. Học trước hết là vì sự tò mò, ham mê khám phá. Đó mới là cái chân giá trị đỉnh cao của quá trình học tập và nghiên cứu. Về nhà, các em học kỹ nội dung lý thuyết. Phần 2, các em nắm vững các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Mà các em nhớ là không phải chỉ đọc lý thuyết trong 4 bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu trong sách giáo khoa, mà chúng ta phải làm nhiều bài tập thì mới làm đúng theo các bước giải. Và ta nhớ thầy dặn hai điều. Điều thứ nhất là tìm điều kiện xác định là bước quan trọng. Và cái thứ hai là khi bỏ các cái mẫu đã quy đồng rồi thì chúng ta, khi mà khử mẫu chúng ta chỉ sử dụng cái dấu suy ra, chứ không được phép sử dụng dấu tương đương. Cái việc thứ ba là xem kỹ các ví dụ thầy đã giải nãy giờ và các cái ví dụ áp phần áp dụng ở trong sách giáo khoa. Việc thứ tư là cái bài tập về nhà. Thầy cho là bài 27 câu B, câu C, câu D, bài 28 câu A, câu B, trang 22 sách giáo khoa. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tiến bộ. Chào các em.